Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu bí thư tỉnh này và 12 bị cáo liên quan trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh. Theo đó, bị cáo Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hạnh Trung, cựu phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Trần Giang Tuyên, cựu giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh cùng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Nguyễn Tiến Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch công ty AIC, bị xét xử về tội đưa hối lộ. Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc AIC và 6 bị cáo liên quan cùng bị xem xét về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trước vụ án này, bị cáo Nhàn Sơn đã bị nhiều cơ quan tòa án kết tội do vi phạm quy định về đấu thầu ở nhiều vụ án khác nhau do dẫn bỏ trốn nên cả hai bị cáo tiếp tục bị xét xử gián mặt. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày với hơn 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Ngoài ra, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh còn triệu tập hơn 30 tổ chức và cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, năm 2013, thực hiện các gói thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện Tuyến Quyện, cựu bí thư Bắc Ninh và 12 bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu, khiến giá thiết bị y tế bị đội lên. Đến nay, cả 6 gói thầu đã được đưa vào sử dụng và gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tính đến thời điểm phiên tòa mở ra, hậu quả về mặt vật chất của vụ án đã được thu hồi khắc phục toàn bộ.